Tề Hoàn Công thành tựu bá nghiệp, tấm lòng rộng rãi hào phóng, nhưng đến cuối đời ông lại mắc một sai lầm. Đó là tin dùng nịnh thần. Những tên nịnh thần như Dịch Nha, Thụ Điêu đã làm loạn triều chính. Cuối cùng Tề Hoàn Công bị những tên gian thần ấy hại chết. Sau khi Tề Hoàn Công mất, những người con của ông cũng đấu đá lẫn nhau để tranh giành vương vị. Do đó cơ nghiệp to lớn trong chốc lát đã trở nên suy yếu. Nước Tề ban đầu là họ Khương nắm giữ việc cai trị, sau này họ Điền thay họ Khương. Khởi thủy của sự việc này bắt đầu từ năm Tề Hoàn Công thứ 14, khi đó một vị công tử nước Trần là Trần Hoàn đến nước Tề để tránh nổi loạn ở Cố Quốc. Trần Hoàn đổi thành họ Điền, gọi là Điền Hoàn. Trong sử ký Điền Hoàn Thế Gia có ghi chép lại sự việc này với đại ý như sau. Điền Hoàn sau khi đến nước Tề, người dân nước Tề lúc đó vẫn sống bình an vô sự, không xảy ra biến cố gì, Điền Hoàn chỉ là một vị đại phu ở nước Tề. Nước Tề qua thời gian dần dần suy yếu, đến cuối thời Xuân Thu thì xuất hiện một vị quân vương là Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công là một vị quân vương khá anh minh, ông có hai đại thần rất nổi tiếng. Người thứ nhất là đại tướng Tư Mã Nhương Thư. Vị đại thần này nổi tiếng đến mức trong sử ký có hẳn một chương viết về ông, đó là Tư Mã Nhương Thư liệt truyền. Vị đại thần thứ hai là tướng quốc Yến Tử. Thời Tề Cảnh Công có đại tướng là Tư Mã Nhương Thư và tể tướng Yến Tử, ông cai trị nước Tề rất tốt. Nhưng sau này ông lại tin những lời gièm pha, ông cắt chức của Tư Mã Nhương Thư. Tư Mã Nhương Thư vì thế nên uất ức, một thời gian sau thì tạ thế. Sau đó Yến Tử cũng qua đời. Lúc đó Tề Cảnh Công lớn tuổi rồi, lại mất đi hai vị trọng thần, thêm vào đó lại tin dùng gian thần, nên nước Tề rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn. Những năm còn sống, Yến Tử cũng từng nhắc nhở Tề Cảnh Công rằng nên tiết kiệm. Tề Vương không những không nghe, trái lại còn sinh hoạt rất xa xỉ. Đại phu nước Tề khi ấy là Điền Khất, là cháu đời thứ sáu của Điền Hoàn, ông đã làm một việc rất được lòng dân. Đó chính là khi bách tính tới mượn lương thực thì ông đong bằng đấu lớn, còn khi người dân hoàn trả, ông lại dùng đấu nhỏ. Do đó lòng dân thiên hạ dần dần quy về họ Điền. Sau này con trai của Điền Khất là Điền Thường, cũng làm giống như cha mình, cũng là khi cho mượn dùng đấu lớn, khi nhận lại dùng đấu nhỏ. Trong phần Ngô Việt tranh bá có nhắc đến Điền Thường. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng đến du thuyết ở nước Tề. Tử Cống nói với Điền Thường là hãy khuyên Tề Vương đánh Ngô chứ đừng nên đánh lỗ. Bởi vì thực lực nước Ngô khi đó đang mạnh, nước Tề đánh Ngô sẽ khiến thế lực các đại phu khác ở nước Tề hao tổn, khi ấy Điền Thường là người được lợi. Sau này thế lực của Điền Thường càng ngày càng lớn. Ông lấy lòng dân theo cách phụ thân đã làm, khi cho mượn dùng đấu lớn, khi nhận lại thì dùng đấu nhỏ. Đồng thời Điền Thường cũng thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo với các nước khác. Sau khi Điền Thường mất, con trai Điền Bàn kế vị. Khi Điền Bàn làm đại phu nước Tề, thì đã manh nha phát sinh sự việc Tam gia phân tấn. 50 năm sau, tức là năm 403 trước công nguyên, Chu Thiên Tử phong cho họ Hàn, họ Triệu, họ Ngụy trở thành chư hầu. Thời điểm này nước Tấn bị phân chia thành ba quốc gia là Hàn, Triệu và Ngụy. Lúc ấy cháu của Điền Bàn là Điền Hòa cảm thấy đây là thời cơ chín muồi để thay thế họ Khương để cai quản nước Tề. Năm Tề Khang Công thứ 19, Điền Hòa nhận sắc lệnh của Chu Thiên Tử, trở thành quân vương nước Tề, thay cho hậu duệ của Khương Tử Nha mà cai quản vùng đất ấy. Điền Hòa là cháu đời thứ 10 của Điền Hoàn, nghĩa là họ Điền đã chuẩn bị trong 10 đời, là gần 300 năm, để có thể thay thế họ Khương mà làm vua nước Tề. Về sự việc này, với gia tộc họ Khương mà nói, thì họ đã mất nước. Toàn bộ đất nước đã bị gia tộc khác chiếm mất, nước Tề vẫn gọi là nước Tề, nhưng không còn là nước Tề khi trước, mà hoàn toàn là một quốc gia khác rồi. Chúng ta thấy có 3 nguyên nhân như sau. Đầu tiên là do quân vương nước Tề không coi trọng chuyện quản lý quốc gia. Tề Cảnh Công không nghe lời khuyên can của Tể tướng Yến Tử, ông sinh hoạt hoang phí, thêm vào đó, luật lệ nước Tề lại hà khắc. Hà khắc đến mức độ nào? Trong tả truyện có ghi lại nước Tề thời đó như sau, những đô thị nước Tề, người bán giày dép nghèo túng, còn người bán chân giả lại giàu có. Lý giải chuyện này ra sao? Chính là nước Tề khi đó hình pháp hà khắc, đến nỗi người bị hình phạt chặt chân quá nhiều, nên người bán giày dép thì không bán được, còn người bán chân giả thì ăn nên làm ra. Quốc vương đã đối xử tàn bạo với bách tính như thế, đương nhiên không thể trách lòng dân hướng về nhà họ Điền, đều là do bản thân người đứng đầu làm chuyện sai trái, không chú trọng nền chính trị nhân đức. Nguyên nhân thứ hai là do Thiên Tử nhà Chu. Bởi vì nếu Chu Thiên Tử không phong chư hầu cho ba nhà Hàn, Ngụy, Triệu, thì nhà họ Điền cũng không có dã tâm muốn thay họ Khương mà cai quản nước Tề.
Trong sử ký Điền Kính Trọng Hoàn Thế Gia có ghi lại với đại ý rằng, Điền Hòa âm thầm thỉnh cầu Ngụy Văn Hầu thay mặt ông nói với Chu Thiên Tử phong mình làm chư hầu. Kết quả Chu Thiên Tử đồng ý. Nguyên nhân thứ ba là do định số, quay ngược về 300 năm trước đó, tổ tiên của họ Điền là công tử nước Trần, là Trần Hoàn, đã chạy đến nước Tề, sau đó đổi tên thành Điền Hoàn. Khi Điền Hoàn sinh ra, có người đã bói cho ông, nói rằng tương lai ông sẽ thay thế quân vương của một nước. Nhưng dự đoán này không đúng trên thân ông, mà ứng nghiệm đối với hậu duệ đời thứ 10 của ông là Điền Hòa. Tuy là như vậy nhưng về kết quả cuối cùng thì họ Điền vẫn thay họ Khương mà quản lý nước Tề,